đó là một sản phẩm cao cấp. Một sản phẩm cao cấp thì bao giờ cũng là tinh tế, rất là tinh tế. Những công ty chuyên thuộc da này thì có công ty là chuyên thuộc da cho Hermès nè, công ty cùng công ty mẹ với Hermès này, hoặc là công ty cùng công ty mẹ với LV. Nên chính vì vậy Kỳ Lân mới đảm bảo và cam kết rằng là mỗi cái ví là không đụng hàng của Việt Nam. Kỳ Lân kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury. Và hôm nay chủ đề về sản phẩm đồ da thương hiệu của Kỳ Lân Luxury. Kỳ Lân trân trọng giới thiệu mẫu ví mới vừa hoàn thiện và giới thiệu đến tất cả quý khách. Đây là mẫu ví da Epsom. Da Epsom này là da nhập từ công ty chuyên cung cấp da cho các hãng lớn và rất là đẹp, mẫu này rất là đẹp. Phối mít với da cá sấu. Một sản phẩm theo tiêu chí luxury Kỳ Lân thì đương nhiên rằng chất lượng sẽ là tuyệt vời và độ hoàn thiện hoàn mỹ sẽ trở nên hoàn hảo. Một cái ví mà có thể gọi là ví quốc dân, bởi vì mẫu này được Kỳ Lân khảo sát và được đánh giá rất là cao và rất nhiều người thích. Bởi vì một sản phẩm được nhiều sự yêu thích từ tất cả những người mà có thẩm mỹ cao, những người mà sử dụng những đồ cao cấp đánh giá rất là cao. Vì vậy Kỳ Lân tự tin khẳng định đây là mẫu ví quốc dân cho nam. Da Epsom. Da Epsom thì quý khách đã biết là nó bền và nó đẹp như thế nào rồi. Da Epsom là được hãng LV sử dụng rất là nhiều da này. Và mặt bên trong Kỳ Lân cũng sử dụng bằng da Epsom luôn. Và các mặt bên trong cũng vậy, Kỳ Lân cũng sử dụng bằng da Epsom. Và đi kèm với một mặt trong cái ngăn giữa ra là một loại vải rất là bền. Và vải này rất là đẹp để phù hợp, tạo cho cái ví này trở nên mềm mại hơn. Thay vì nếu như chúng ta dùng luôn da Epsom ở dưới đây thì ví sẽ bị cứng. Vì vậy Kỳ Lân chọn một cái chất liệu vải cực kỳ tốt, chuyên dụng dành cho sử dụng ví cao cấp. Nhìn qua camera ống kính thì chắc chắn là sẽ thấy rất hoàn hảo rồi. Nhưng mà sản phẩm của Kỳ Lân nó có một cái gọi là nhược điểm là khi lên hình ảnh không đẹp bằng thực tế. Mặc dù rất là đẹp trong camera, trong hình ảnh rồi, nhưng mà ở thực tế nó lại đẹp hơn. Mỗi cái Kỳ Lân sẽ không làm cho cái nào giống cái nào. Có nghĩa là ngoài phần da Epsom này thì có một phần mít, là Kỳ Lân mít với da cá sấu để tạo điểm nhấn. Thì mỗi cái Kỳ Lân sẽ chọn những cái con da khác nhau, màu cũng khác nhau. Và chắc chắn rằng Kỳ Lân cũng đi những đường chỉ nó phù hợp với nhau. Đó là một sản phẩm cao cấp. Một sản phẩm cao cấp thì bao giờ cũng là tinh tế, rất là tinh tế. Tại vì mình phải biết nhìn nhận và biết làm sao để cho sản phẩm trở nên phù hợp và đẹp. Nhất là phối giữa sợi chỉ luôn, màu chỉ với màu da cá sấu. Và vì sao Kỳ Lân nói là hầu như những sản phẩm của Kỳ Lân là Kỳ Lân sẽ mix chỗ da này khác. Bởi vì những con cá sấu như thế này là những con nguyên liệu hoàn thiện đã thuộc từ các công ty chuyên thuộc da. Những con cá sấu này được nuôi và khai thác tại vùng Amazon và tiêu chí ở nước ngoài thì các bạn biết rồi, rất là nghiêm ngặt, đủ thời là gian mới được khai thác, và mỗi con nuôi mỗi chuồng để tránh trường hợp cắn xé với nhau để tạo nên những vết trầy xước rách da. Và những công ty chuyên thuộc da này thì có công ty là chuyên thuộc da cho Hermès nè, công ty cùng công ty mẹ với Hermès nè, hoặc là công ty cùng công ty mẹ với LV. Thì Kỳ Lân sẽ nhập về những công ty như vậy, và những cái con họ sản xuất sẵn họ sẽ cung cấp cho mình, hoặc là những con mình đặt hàng độc quyền luôn. Thì những con cá sấu như vậy Kỳ Lân sẽ về làm những sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng, hoặc là Kỳ Lân làm những sản phẩm để Kỳ Lân trưng bày tại showroom. Những con mà Kỳ Lân sử dụng
thì Kỳ Lân sẽ trích những cái phần nhỏ như vậy để Kỳ Lân phối vào đây. Đó, vì vậy mỗi con Kỳ Lân chỉ trích một cái một thôi, không có nhiều. Cho nên chính vì vậy Kỳ Lân mới đảm bảo và cam kết rằng là mỗi cái ví là không đụng hàng với cái ví nào. Với phân khúc giá bình dân hơn những sản phẩm trước đây. Những sản phẩm trước đây thì da cá sấu nè, giá thành nó sẽ cao hơn. Và bên trong Kỳ Lân lót bằng da cá mập hết, hoàn toàn là da cá mập. Và logo Kỳ Lân cũng đúc bằng vàng nguyên khối. Và quý dòng tay nè, đây là phiên bản logo đời đầu Kylan, đúc bằng vàng y nguyên khối ra miếng vàng như vậy. Hoặc là đúc bằng vàng y nguyên khối ra miếng vàng như thế này và đính kim cương lên trên chữ Kylan luôn. Kim cương thiên nhiên. Và logo mới nhất của Kỳ Lân là logo bằng vàng nguyên khối đúc ra logo vương miện đến 3 viên kim cương vuông như vậy. Và những sản phẩm như vậy thì rất là cao cấp. Và Kỳ Lân sẽ hôm nay rất là háo hức khi tung ra một sản phẩm để giao lưu với tất cả quý khách hàng, một sản phẩm bình dân hơn, vừa tiền hơn, với logo Kỳ Lân ép kim. Ép kim. Lẽ ra là Kỳ Lân có một phiên bản là logo bằng kim loại, không phải bằng vàng, để giá thành nó hợp lý hơn một chút xíu với tất cả khách hàng. Nhưng mà không, đã là vàng thì tất cả là vàng hết. Hoặc là những sản phẩm bình dân hơn một tí thì Kỳ Lân sẽ cho logo ép kim như vậy, rất là sang và rất là đẹp. Bên trong có chữ Kylan luôn, ép kim luôn. Vâng, sản phẩm này liên tục cập nhật tại website kylanluxury.com. Hoặc là quý khách có thể gọi hotline 0901 247 247, hoặc là kết nối với Zalo cũng là số hotline luôn 0901 247 247. Đội ngũ chuyên nghiệp của Kỳ Lân Luxury sẽ phục vụ tư vấn, gửi những sản phẩm mới nhất cho tất cả quý khách hàng chọn lựa những sản phẩm. Thì thật ra là như nhau hoàn toàn, chỉ khác nhau những điểm nhấn mic này thôi, những chỗ phối này thôi, mic giữa da Epson và da cá sấu lại thôi. Vâng, và để mà cập nhật những sản phẩm mới nhất thì xin quý khách hãy truy cập trực tiếp vào website kylanluxury.com để xem những sản phẩm mới liên tục cập nhật. Hoặc là gọi trực tiếp cho Kỳ Lân số hotline 0901 247 247, hoặc kết nối qua Zalo số hotline luôn là 0901 247 247. Đội ngũ chuyên nghiệp của Kỳ Lân Luxury sẽ phục vụ tất cả những mẫu mới nhất, những sản phẩm đẹp nhất đến với tất cả quý khách hàng, đặc biệt là những sản phẩm đẳng cấp, cao cấp. Và hãy ủng hộ Kỳ Lân bằng cách subscribe, đăng ký kênh YouTube này, cũng như like, theo dõi trang fanpage này để cập nhật nhiều video hấp dẫn về những dòng sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao trong thời gian sắp tới. Kỳ Lân trân trọng cảm ơn, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý khách tại showroom của Kỳ Lân Luxury cũng như trên online Kỳ Lân Luxury. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.